Hello, xin chào, chào mừng anh chị đã quay trở lại với channel Lê Đình Kiên. Mình xin tự giới thiệu, mình là một nhà sáng tạo, là một nhà đầu tư và là một chuyên gia marketing. Hôm nay mình muốn chia sẻ một chủ đề vô cùng hấp dẫn và tuyệt vời mà mình tin chắc rằng được rất rất là nhiều bạn trẻ quan tâm. Chủ đề hôm nay mà mình muốn nhắc đến, chia sẻ và gửi đến tất cả các bạn đó chính là cắt đứt, chấm dứt ngay lập tức nếu như có biểu hiện này trong cuộc sống. Nếu như trong một mối quan hệ mà bạn thấy những dấu hiệu này thì bạn nên chấm dứt ngay lập tức, bởi vì nó sẽ không mang lại cho bạn cái điều gì cả, mà thay vào đó nó chỉ khiến bạn cảm thấy khó chịu, cảm thấy uất ức và cảm thấy lo lắng, bồn chồn mỗi khi bạn thấy bạn bè mình có những dấu hiệu dưới đây. Nếu như bạn đang gặp phải những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống thì thường là những cái vấn đề mà mình kể ở dưới đây. Điều đầu tiên đó chính là vay tiền không trả. Đây chính là một trong những cái kiểu người mà họ không có chữ tín, không có nhân cách. Bởi vì những kiểu người mà vay tiền họ không trả ấy, thì thường bạn, lời khuyên chân thành của mình dành cho bạn đó là bạn hãy cắt đứt, chấm dứt ngay mối quan hệ. Nếu như bạn bè, người thân của bạn có những cái thói quen xấu này thì bạn không lên lể lang, mà thay vào đó bạn hãy chấm dứt cái mối quan hệ này ngay lập tức. Bởi vì nếu như là một người bạn chân thành, là một người bạn luôn luôn quan tâm, chia sẻ cho nhau trong mọi cái điều của cuộc sống thì chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để có thể trả cái số tiền mà họ đã vay bạn một cách sớm nhất. Trong xã hội hiện nay thì mọi người thường bảo rằng đứng khi vay tiền và phải quỳ khi van xin. Chính vì vậy, nếu như ai đó vay tiền của bạn mà không trả thì bạn nên cắt đứt, chấm dứt ngay cái mối quan hệ này, và bạn phải xóa bỏ cái người bạn này ra khỏi tâm trí của bạn, bởi vì nó sẽ không mang lại giá trị gì cho bạn. Chính vì vậy, để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp thì bạn hãy tìm những người có cùng chí hướng, tìm những người có cùng tầm nhìn thì bạn mới có thể đi xa được, thì bạn mới lên cho vay tiền. Chính vì vậy, những kiểu người mà vay tiền không trả thì là những cái kiểu người mà không có chữ tín, họ không có nhân cách. Đấy, cái điều số 2 nữa mà bạn cần phải cắt đứt, chấm dứt mối quan hệ ngay lập tức đó là gì ạ? Đó chính là họ không nhận trách nhiệm khi phạm phải sai lầm. Rất nhiều người trong cuộc sống của chúng ta khi thất bại, khi gặp khó khăn hay gặp thách thức trong cuộc sống thì họ thường đổ lỗi, họ thường oán trách, họ thường ca thán, họ thường chỉ trích người khác, chỉ trích mọi người xung quanh mà họ không tự chịu nhận trách nhiệm về những cái sai lầm mà mình đã gây ra. Thì đây chính là những cái kiểu người mà bạn nên chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức. Nếu như bạn không tìm cách để có thể giải quyết vấn đề, không tìm cho mình những cái giải pháp để có thể giúp công việc của bạn thuận buồm xuôi gió, để có thể giúp sự nghiệp của bạn phát triển được, mà bạn cứ ngày ngày bạn ca thán này, ngày ngày bạn chỉ trích, bạn đổ lỗi cho người khác mà không tự chịu nhận trách nhiệm về những cái sai lầm mà mình đã gây ra, thì những kiểu người này mình khuyên các bạn lên cắt đứt, chấm dứt ngay những cái mối quan hệ kiểu như thế này. Bởi vì những người thành đạt, những người thành công trong cuộc sống thì khi mà họ mắc phải sai lầm thì họ tự chịu nhận trách nhiệm về bản thân họ, họ không đổ lỗi cho người khác, mà họ từ đó họ rút ra cho họ được những cái bài học, những cái kinh nghiệm mỗi khi họ phạm phải sai lầm. À, khi mình phạm phải cái sai lầm này rồi thì mình phải như thế nào, mình phải nhận cái trách nhiệm đó về bản thân mình tuyệt đối không thể đổ lỗi cho người khác. À, khi mà tôi không giúp bạn hài lòng thì bạn lại đổ lỗi cho tôi, rồi là các kiểu như vậy, thì các bạn nên chấm dứt đối với những trường hợp như thế này. Và cái điều số 3 nữa để các bạn cần chấm dứt ngay mối quan hệ này đó chính là gì ạ? Đó chính là lừa lọc hết lần này đến lần khác. Những cái kiểu người chuyên đi lừa gạt người khác thì bạn không nên kết giao với họ, mà bạn hãy xóa bỏ những kiểu người bạn như thế này ra khỏi đầu của bạn, bởi vì nó sẽ không giúp cuộc sống của bạn trở nên tuyệt vời hơn, mà thay vào đó nó sẽ giúp bạn rất là phiền toái, nó khiến bạn rất phải lo lắng mỗi khi ở bên cạnh những kiểu người lừa lọc, những kiểu người gian dối, họ không trung thực, họ tìm mọi cách để có thể lừa gạt bạn. Thường những người lừa gạt được nhau ấy, thì là họ lừa những người thân, người bạn bè trong gia đình, bởi vì có cái độ tin nhất định rồi thì rất là dễ lừa gạt. Chính vì vậy, bạn hãy cẩn trọng hơn. Bạn phải là một người như thế nào ạ?
bạn phải là người tỉnh táo, bạn phải luôn luôn phải như thế nào, phải luôn luôn ý thức được rằng bạn phải có quan điểm sống riêng, bạn phải có chính kiến riêng, thì mỗi khi gặp những cái tình huống khó khăn, bạn phải biết cách từ chối một cách khéo léo, một cách khôn ngoan để có thể giúp bạn không phạm phải những cái sai lầm khi bạn kết giao với những kiểu người. Trên đây mình đã kể ra những cái kiểu mối quan hệ mà bạn cần phải cắt đứt, chấm dứt ngay lập tức. Nếu không, cuộc sống của bạn sẽ gặp bế tắc. Nếu không, cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập những cái khó khăn, những cái chông gai mà bạn không thể nào tìm ra được cho mình một cái lối thoát. Và bạn cứ mãi mãi ở trong bốn cái bức tường đó, bạn không tìm ra được cho mình một cái giải pháp hay một cái bí quyết để có thể giúp cuộc sống của bạn trở lên tuyệt vời hơn, phải không nào? Và một cái điều nữa để mà có thể giúp, mình xin chia sẻ thêm một cái điều nữa để có thể giúp các bạn thành công trong cuộc sống nữa, thì các bạn cần phải có một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, đó chính là xây dựng mối quan hệ chất lượng. Các bạn biết đấy, rất nhiều bạn trẻ hiện nay ở trong danh bạ điện thoại của họ ấy, thì họ có rất là nhiều những cái người bạn, khi mà gặp phải những cái khó khăn thì liên lạc đối với những cái người bạn đấy thì hầu hết là họ từ chối, họ không chịu giúp đỡ các bạn. Chính vì vậy, thay vì các bạn xây dựng mối quan hệ một cách bừa bãi, một cách lung tung, không ra một cái gì hết, thì bạn hãy ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Bạn biết đấy, chất lượng những người bạn mà bạn lên kết giao, mà bạn lên học hỏi ấy, thì bạn hãy kết giao, bạn hãy học hỏi những người mà có cùng chí hướng, cùng mục tiêu, có cùng quan điểm sống trong cuộc sống, thì bạn hãy kết giao. Bởi vì khi gặp khó khăn thì khả năng cao họ sẽ giúp đỡ bạn, họ sẽ không ngần ngại mà cho bạn vay tiền, họ sẽ không ngần ngại mà có thể chia sẻ những cái điều mà bạn gặp phải khó khăn trong cuộc sống. Xin chào, lại là mình đây. Mình xin chia sẻ tiếp, đó chính là những cái kiểu người mà họ, thứ nhất là họ không trung thực, họ vay tiền mà họ không trả, thì bạn tuyệt đối không nên kết bạn với những kiểu người này. Thứ hai, đó chính là chuyên đi lừa lọc người khác hết lần này đến lần khác. Cái thứ ba, đó chính là họ như nào, họ không trung thực, họ giả dối và họ tìm mọi cách để có thể nói xấu bạn, nói xấu sau lưng bạn. Thì những kiểu người như thế này thì bạn không nên kết giao, mà thay vào đó bạn loại bỏ họ đi, xóa bỏ họ khỏi những cái tâm trí của bạn. Trên đây mình đã chia sẻ những cái kiểu người mà bạn cần cắt đứt và chấm dứt mối quan hệ ngay lập tức. Nếu như bạn gặp phải những kiểu người bạn như thế này, bạn không nên duy trì, mà thay vào đó bạn hãy chấm dứt mối quan hệ này. Bởi vì có rất là nhiều những cái lý do, mà cái lý do tiêu biểu và đặc biệt nhất đó chính là nó không giúp cuộc sống của bạn trở nên tuyệt vời hơn, mà thay vào đó nó sẽ khiến bạn gặp bế tắc, nó sẽ khiến bạn gặp khó khăn, chồng chất khó khăn trong cuộc sống mà bạn không thể nào tìm ra được cái lối thoát. Nếu như anh chị và các bạn thấy video này của mình hay, hữu ích, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông bên cạnh để có thể cập nhật được những thông tin hay bổ ích nhất mà mình sẽ chia sẻ trên channel này của mình. Mình liên tục cập nhật những cái thông tin, những cái kiến thức mà mình có được trong cuộc sống cũng như những cái trải nghiệm của mình để chia sẻ với các bạn. Nếu như các bạn thấy có những ý kiến đóng góp hay có những quan điểm gì, hoặc các bạn thấy hay, hoặc các bạn thấy dở, thấy tệ, video này của mình cực kỳ tệ, thì các bạn hãy cứ cho mình biết các ý kiến của các bạn bằng cách comment xuống dưới video này. Ở dưới đường link của kênh của mình, bạn hãy comment xuống dưới phần này để biết đâu đó mình có thể kết nối được với tất cả các bạn. Biết đâu đó mình có thể giúp các bạn thay đổi được suy nghĩ. Mình không tin chắc rằng có thể giúp các bạn thành công về tài chính, nhưng mình có thể giúp các bạn có được một cuộc sống trở nên tuyệt vời hơn. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.